Thì bà con hiện nay thì đang đứng ở dưới một cái bể chương trình nuôi thương phẩm, và hiện nay tôi đang lội xuống cái bể này. Trong lúc này thì cái bể này cũng đang là thay nước, cho nên là mình sẽ có cơ hội là mình xuống, mình sẽ đến xuống là mình sẽ xem như đại cá như thế nào nha. Thì trước tiên cái bể này cũng đang là đang thay nước, thì nước sự đó là mỗi ít những cái bọt này, cho nên là nói ít bột, cho nên là mình phải nói chung là mình bỏ nước kia đi, thay nước mới vào. Trong quá trình này thì mình sẽ nuôi thời gian nó bao lâu, và mình đã nuôi được bao lâu rồi, cá hiện nay sẽ phát triển như thế nào, thì mời quý vị các bạn phải đón xem, theo dõi để biết được nha. Rồi bây giờ sẽ quay cho các bạn xem nhé. Ở đây thì nhện nhện quá trời luôn, có những cái đàn ốc sinh sản, chắc đây. Cá sẽ quậy cái đàn nước bùn ở dưới, là bùn đất sét như bà con ha. Mình sẽ thay nước cho sạch. Bây giờ ha, mình sẽ xịt phòng đáy mới được. Ngon thì nếu chúng ta có bụng ngon thì rất là nhiều sinh là có thể lên tảo luôn. Ở đây dùng cái hầm mà. Giờ thì mình sẽ bước lên cái. Thank you.
đi dạy mà. Rồi, ở video đến đây cũng xin tạm dừng ở đây, và tiếp theo là mình sẽ quay clip đến một hộ dân sẽ cái trang trại nuôi cá lóc cái trình cho các bạn xem nữa nha. Thì hôm nay thì đây là cái trang trại của mình, thì bây giờ là mình sẽ qua video sau thì mình sẽ quay cho các bạn clip sẽ vào cái mô hình nuôi cá lóc trên bãi xi măng của một hộ gia đình khác như thế nào nha.